Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng thống Ukraine cân nhắc đến khả năng rút quân nếu thiếu viện trợ từ Mỹ. Trong khi trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ, Kiev sẽ buộc phải rút quân từng bước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, không có hỗ trợ từ Mỹ có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, đạn pháo cỡ nòng 155mm. Vậy, chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một, theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, viện dẫn các ưu tiên trong nước. Qua cuộc điện đàm ngày 28 tháng 3, Tổng thống Zelensky đã nói với ông Johnson rằng việc phê duyệt gói viện trợ này rất quan trọng. Trong bài phỏng vấn tờ Washington Post đăng ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang bù đắp thiếu hụt tên lửa bằng hệ thống vũ khí và phòng không sản xuất nội địa nhưng vẫn chưa đủ. Xung đột Ukraine-Nga đã bước sang năm thứ hai và Moscow gần đây tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng khác của Kiev. Ông Zelensky cho biết Kiev có ý định duy trì tấn công vào các mục tiêu ở Nga, bao gồm cả những nhà máy lọc dầu. Mỹ đã kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng cao. Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, Mỹ, Tổng thống Zelensky nói, phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của riêng mình, nên không ai có thể nói với chúng tôi rằng bạn không thể. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, khi không có lực lượng phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng tôi và Nga tấn công nó, câu hỏi của tôi là tại sao chúng tôi không đáp trả? Họ phải học cách sống không xăng, không dầu diesel, không điện. Khi Nga dừng các bước này, chúng tôi sẽ dừng lại. Theo Washington Post, Mỹ không thể hạn chế việc Ukraine triển khai vũ khí tự sản xuất hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự vào các cơ sở năng lượng ở Nga. Ông Zelensky cũng nhận thấy Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga để đáp trả, với hy vọng tạo ra một khả năng răn đe. Tổng thống Zelensky cho biết Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine bằng cách buộc Moscow phải chịu tổn thất tương tự và khi Nga dừng các hành động này, chúng tôi sẽ dừng lại. Ông Zelensky cũng xác nhận Ukraine thiếu hệ thống phòng không. Đúng vậy, tôi không muốn Nga biết chúng tôi có bao nhiêu tên lửa phòng không, nhưng về cơ bản, nếu không có sự ủng hộ của Mỹ, chúng tôi sẽ thiếu hụt lớn về tên lửa. Đây chính là vấn đề, chúng tôi đang tăng cường hệ thống phòng không của riêng mình, nhưng vẫn chưa đủ. Bình luận về tình hình của vùng chiến sự, ông Zelensky thừa nhận tình trạng thiếu đạn dược, cho rằng nếu cần 8.000 viên đạn pháo mỗi ngày để phòng thủ ở tiền tuyến, thì Ukraine chỉ có 2.000 viên đạn. Vì vậy, theo Tổng thống Ukraine, giải pháp duy nhất là thu hẹp chiến tuyến, vì nếu vỡ trận, các lực lượng Nga có thể tiến tới các thành phố lớn. Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine đang nỗ lực tìm cách để không phải rút lui. Ví dụ, sau khi Nga kiểm soát Avdiivka ở phía đông Ukraine vào tháng 2 vừa qua, Kiev đã ổn định được tình hình nhờ những bước đi linh hoạt của quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky tin rằng nếu tiền tuyến ổn định, Ukraine sẽ có thể tái trang bị và huấn luyện các lữ đoàn mới ở hậu phương để tiến hành một cuộc phản công mới sắp tới, vì nếu Kiev không tấn công thì Moscow sẽ làm điều đó. Bên cạnh đó, Ukraine cũng cạnh tranh với Nga, tăng cường thu hút sự ủng hộ của châu Phi. Ukraine đang nỗ lực liên minh với các nước châu Phi thông qua việc mở rộng chương trình vận chuyển ngũ cốc, tăng gần gấp đôi số đại sứ quán ở châu Phi và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới lục địa này trong thời gian tới. Ukraine đang tăng cường xây dựng các mối quan hệ địa chính trị trên toàn cầu khi gói viện trợ quan trọng cho Kiev do Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy đang bị chặn ở Quốc hội nước này. Động thái mở rộng chương trình ngũ cốc trùng hợp với những động thái rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các quốc gia châu Phi để cạnh tranh với Nga ở lục địa này. Nói về kế hoạch mở rộng quan hệ ngoại giao, người phát ngôn của chính phủ Ukraine cho biết Kiev có kế hoạch tăng gần gấp đôi số đại sứ quán của mình ở châu Phi bằng cách bổ sung thêm từ 10 đến 12 đại sứ quán trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng có kế hoạch đến thăm lục địa này. Trong vài tháng tới, Tổng thống Zelensky sẽ đến Nam Phi vì ông ấy muốn tăng cường và mở rộng sự hợp tác, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor tiết lộ trong một sự kiện ở Mỹ hồi tuần trước.
Các quốc gia trên khắp châu Phi đã bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng cao trong hơn 2 năm qua kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine làm gián đoạn việc vận chuyển ngũ cốc từ một quốc gia nằm trong số những nước sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới. Ukraine kể từ cuối năm 2022 đã hợp tác với Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc để cung cấp ngũ cốc cho Ethiopia, Somalia và Kenya, những quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tình trạng thiếu lương thực do xung đột. Năm nay, hai nước châu Phi khác là Nigeria và Sudan đã tham gia chương trình trên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine Makian Dmitrashev thông báo cho đến nay hơn 200.000 tấn lương thực đã được chuyển đến các nước châu Phi và chính phủ Ukraine có kế hoạch mở rộng chương trình này. Ông Dmitrashev nói, chúng tôi đang hợp tác với WFP để lên kế hoạch cung cấp lương thực đến Mozambique, Mauritania, Djibouti, Cộng hòa Congo và Malawi. Những nỗ lực của Ukraine nhằm giành được sự ủng hộ của châu Phi phản ánh đánh giá ngày càng cao về vai trò của lục địa này trong các vấn đề địa chính trị, trong một thế giới phân mảnh và phương Tây không còn là tiếng nói duy nhất trên trường quốc tế. Điều quan trọng với Kiev là phải có đồng minh và đối tác ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Ukraine cũng đã thấy giá trị của châu Phi trong những tháng đầu của cuộc xung đột với Nga, khi gần một nửa trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc về cuộc chiến đều ở châu Phi. Giờ đây, trong bối cảnh Mỹ ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine và sự chú ý toàn cầu đang chuyển sang cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza, việc Kiev mở rộng liên minh ra ngoài phương Tây là điều hợp lý. Trong cuộc chiến tiêu hao sinh lực có thể kéo dài nhiều năm, việc có thêm đối tác ở châu Phi và trên toàn cầu là rất cần thiết đối với Kiev. Bộ trưởng Dmitrashev nói, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác của mình ở châu Phi, những nơi đang trải qua những tình huống khó khăn về lương thực. Những nỗ lực của Ukraine trong tăng cường mối quan hệ trên khắp châu Phi diễn ra sau một chiến dịch của Nga nhằm giành được sự ủng hộ của các chính phủ trên lục địa này. Moscow đã tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi thông qua sự kết hợp giữa chương trình cung cấp ngũ cốc, hỗ trợ quân sự, quan hệ đối tác truyền thông, các khóa học ngôn ngữ và học bổng đại học. Tháng trước, Nga cho biết đã vận chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 quốc gia châu Phi như một phần trong nỗ lực thực hiện cam kết của mình. Trong khi đó, đề nghị tăng cường hợp tác quân sự của Nga đã được chấp nhận trong những tháng gần đây bởi chính quyền quân sự của ba quốc gia Tây Phi, Niger, Mali và Burkina Faso, những nước đang chiến đấu với các cuộc nổi dậy thánh chiến ở Sahel. Ukraine cáo buộc Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng khi phía Ukraine cáo buộc Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn trên khắp Ukraine nhắm mục tiêu chính vào hạ tầng năng lượng của Kiev. Theo hãng tin AP, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ngày 29 tháng 3 với một loạt 99 máy bay không người lái UAV và tên lửa liên tục tấn công các khu vực trên khắp đất nước. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klimenko cho biết, cảnh báo không kích đã vang lên khắp cả nước, trong đó có 10 khu vực của Ukraine đang bị tấn công ồ ạt. Ditech, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, 3 nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hại trong các cuộc tấn công. Công ty vận hành lưới điện Ukrenergo thuộc sở hữu nhà nước Ukraine cũng cho biết, cuộc tấn công này có chủ ý nhắm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện trên khắp khu vực miền Trung và miền Tây Ukraine. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky xác nhận các nhà máy thủy điện Kanip tỉnh Cherkasy và Dnister tỉnh Chernivtsi của Ukraine đã bị tập kích và cáo buộc Nga đang mạo hiểm gây ra thảm họa sinh thái tương tự như vụ đập Kakhovka tỉnh Kherson bị phá hủy vào tháng 6 năm 2023. Ông cũng cảnh báo rằng các quốc gia khác sẽ bị đe dọa nếu các con đập bị tấn công, chẳng hạn như Moldova do nhà máy thủy điện Dnister chỉ cách biên giới với Moldova khoảng 15 km. Ông nói, không chỉ Ukraine mà cả Moldova cũng bị đe dọa, nước sẽ không dừng trước cửa biên giới. Phía chính quyền Ukraine cũng thông báo có thương vong tại các tỉnh Mykolaiv, Dnipropetrovsk, theo hãng thông tấn Ukrinform. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Romania cũng cho biết rằng đang mở cuộc điều tra sau khi phát hiện các mảnh vỡ UAV tại quận Braila gần biên giới với Ukraine. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy tác chiến Ukraine cho biết rằng các vụ tấn công ở miền Tây Ukraine sát biên giới với Ba Lan đã khiến lực lượng vũ trang Ba Lan phải cho xuất kích máy bay chiến đấu. Tuần trước, Warsaw yêu cầu Moscow giải thích tên lửa Nga bay lạc vào không phận Ba Lan, khiến Ba Lan điều động tiêm kích F-16 theo dõi. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc của Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga cho biết lãnh thổ của họ cũng bị tấn công hôm 29 tháng 3.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga tại tỉnh Belgorod, Nga, sát biên giới với Ukraine đã bắn hạ 15 quả đạn pháo của Ukraine. Các mảnh vỡ sau đó rơi xuống làm hư hại một số tòa nhà dân cư tại khu vực. Rất may không thương vong. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!